Đây là chuyên mục ba anh em xả lỗ máy hai kim trụ cố định. Cự ly là cự ly 1/4 nha. Con này là Shimaka gì đây? Shikama này, mắc in Taiwan, này sản xuất tại Đài Loan luôn này, mắc in Taiwan luôn này. Hàng này xịn nha. Máy này là còn cứng cáp lắm á. Máy này là trong cái tháng này là tháng hơi bị ế ẩm, tình hình chung của quốc gia và thế giới. Xe ba gác thì nằm đầy đường, xe tải thì không chạy được, công nhân thì thất nghiệp, hàng hóa thì hơi trì trệ luôn, không có chạy. Từ gia công cho tới quần áo cho tới giày da, tất cả mọi ngành nghề đều rất là ế ẩm. Kinh tế là không thấy gì khả quan nên em cũng bán xả luôn vài cái máy hai kim. Đấy, máy thì đẹp, còn 90% luôn. Này nói 85% là đúng máy xương linh nha. Máy này em vô chân bàn là đẹp luôn nè. Máy xài một tay coi. Máy này bán rẻ cho mình luôn. Giá hiện tại thôi nha, còn giá đầu năm cập nhật thì anh em hỏi giá nó không chính xác đâu nha. Máy cũ mua rẻ bán rẻ à. Máy này thì em xả cho bà con mình là 3,5 triệu một bộ luôn. 3,5 triệu một bộ nha. Máy này lên chỉ ổn hết là ok nè. Chạy im, đồ cứng, đồ kim nó không rơi gì hết. Hàng bảo đảm. 3,5 triệu là không bao phí ship nha. Đừng có trả giá nữa, để em kiếm cái đồng trả tiền mặt bằng với nuôi mấy ông anh này. Ông nào ông già đen hết rồi. Còn mấy ông đâu, hai ông nữa. Đây. Cố định. Nó phải đi 1/4 đó. Đây là chỉ. Đây, cây cây đó. Nó chỉ đây nó mỏng quá, kéo vào đi. Chỉ mỏng rồi. Ế ẩm mà sao hút thuốc phèo phào dữ vậy? Nhìn hút đứa thuốc lóc cá quá vậy. Vui vẻ không bạo vậy. Chỉnh cho tới nha, chỉnh cho có. Cái này là cũng quá cũng tới luôn. Máy này em còn được hai bộ nha. Ba bộ. Không có đâu kia nữa. À, mới lấy thành công á. Ba bộ. Này mua được rẻ vậy bán rẻ đó. Bộ luôn mất 180 rồi chạy cái này mới mất rẻ làm gì. Là ok thôi. Mỏng cho mi rồi chơi tắt luôn. Đó. Vậy thôi. Chỉ nó kéo vào luôn. Kéo vào luôn. Chỉ nó dễ. Rồi anh em, anh chị có nhu cầu mua máy về gia công chăm máy thêm, thiếu máy mà cần giá rẻ thì liên hệ em nha. Để thời điểm hiện tại thôi nha, chứ sang năm hoặc là vài tháng tới hút máy như thế nào thì thị trường nha, không có nói trước được á. Con này quá đẹp. Chỉ đây nhỏ quá. Rồi bà con có nhu cầu mua máy liên hệ bên em nha.